Yeah. One time from the street, two time from the homie. You know what I mean? And then maybe forever. Biết về nơi mà tao lớn. Mày biết đó là màu sơn. Mảnh đất này thì nhỏ, nhưng mà lòng mày rộng lớn. Bản thân là hạt giống, vì tao chỉ có vuông trồng. Ba mẹ cho tao cuộc sống, tao sẽ làm họ an lòng. Một khi lên xe rồi thì chấm ở nơi xa, tao từng hay gửi gắm những nỗi nhớ và câu ca. Cầu cho mẹ cha luôn mình an nơi quê nhà, và mong những người bạn của tao sẽ không vấp ngã. Vất vả trong đời đời thì ai cũng có thôi, quan trọng là vẫn cứ tích cực và bước tiếp. Gửi lời chúc mừng đến người bạn đã có đôi, còn tao vẫn đang tìm nơi còn lại của trái tim. Sài Gòn có thứ mà tao mơ, mong muốn của tao là được lấy nó. Mỗi sáng thức dậy phải đúng giờ, cũng chỉ vì những tờ giấy đó. Tao vẫn lên đêm chưa bến bờ, thời gian cứ như là một cơn gió. Vượt qua thật mau đâu ai ngờ, nên tao chăm chỉ không ngừng nghỉ như là show. Rồi mai sẽ có được thay, nhưng ra sao thì ai biết. Thôi thì cứ vui hôm nay, không làm sai đâu sợ ai biết. Make music all day, cùng homie money with. Rồi mình sẽ nhìn thấy my city bên trong cái lời tao viết. Yeah, yeah, yeah. Hành trình để mà thành hình, trời tính khác hẳn những gì anh tính. Mong cho giấc mộng một cái xanh chính, để một mai trong lời không cần phải thanh minh. Với tất cả rau cả mà tao đã bước qua, hay những ngày cô độc bên trong một căn phòng bút giá. Anh là hạt bụi trong phố xá, anh cũng đã từng đấu đá. Lúc trước anh giành lấy, giờ là của chúng ta. Anh đã biết thêm được khá nhiều điều, nơi thành phố gió lộng điều hiu. Tao chọn cách nói ít làm nhiều, mấy tiếng nói khoét thì chỉ toàn làm kỹ. Ra đường tao đi kiếm tiền tiêu, về nhà vừa lúc giờ chiều. Bố 20 tao lại nâng một điếu, cũng giống như anh bảy nào chẳng thể đổi view. Không có bữa ăn nào là miễn phí, tiêu cần phải update đã bị tao tiện đi. Giờ là lúc cảm xúc có chuyện ý, thì tao ngồi ngân nghe hết và trong quyển ghi. Giờ là lúc tao phải tao buông bỏ và tiếp tục cố gắng chẳng cần phải nghĩ suy. Họ muốn áp đặt tao vào khuôn khổ, nhưng mà họ đâu biết tao luôn là chỉ huy. Viết về nơi mà tao lớn, mày biết đó là màu sơn. Mảnh đất này thì nhỏ, nhưng mà lòng mày rộng lớn. Bản thân là hạt giống, vì tao chỉ có vuông trồng. Ba mày cho tao cuộc sống, tao sẽ làm họ an lòng.